Rồi, trận tứ kết thứ ba đúng không? Trận tứ kết thứ ba trong 4 trận tứ kết đúng không? Rồi, đây là lớp 12A1.2 đúng không? Gặp Liên Quân D21 và D... Bên này là Liên Quân đúng không? D21 và D11. Ok. Bên này đông luôn. Được rồi, 7 cầu thủ đá chính ở đấy, còn lại ra ngoài đi nha. Em ơi ra phía này này, dự bị ngồi bên này. Em chỉ được thay đấy đi nhá. Khi thay là lại đấy nhá. Tức là muốn thay là bọn em phải thay trước đó. Hai đội đang làm thủ tục chuẩn bị ra sân thi đấu. Trọng tài chính điều khiển hôm nay là trọng tài Hoàng Trần Hải. Trọng tài thứ hai là trọng tài Lê Giang phải không? Trọng tài thứ hai là trọng tài tên gì nhỉ? À, tên Tú, thầy Tú. Đây hứa hẹn là một trận tứ kết rất hay. Hay bình thường. À, hay bình thường. Vỗ tay đây. Rồi, cổ động viên cuồng nhiệt nhất nào. Cổ động viên cuồng nhiệt nhất đâu. Bên em có cổ động viên à? Cổ động viên lớp em đâu? Cổ động viên. Cổ động viên làm gì vậy? À. Chấp vào cổ vũ phải không? Không. Lớp này áo đẹp. Lớp áo đẹp. Áo đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà áo này con gái mặc thôi nha, đừng để con trai mặc nha. Yeah. Rồi, trận đấu đã bắt đầu. 12A12 cầm bóng trước.